Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1615 Ngươi Giờ khắc này, ở đây rất nhiều trưởng lão ở sâu trong nội tâm đều hiện ra đến sợ hãi cùng rút lui. Lúc đầu, Tần Trần mặc kệ bày ra nhiều thực lực cường đại, bọn họ tuy là khiếp sợ, nhưng thật cũng không sợ hãi, bởi vì nơi này là vạn cổ lâu tổng bộ, bọn họ mặc dù là vạn cổ lâu cao tầng, quản lý rất nhiều sự vụ trưởng lão, nhưng trên thực tế, bọn họ tại vạn cổ lâu trong tu vi cũng không phải là đỉnh cấp, là một uy chấn quản hàng phủ đỉnh cấp thế lực, vạn cổ lâu sao lại không có. Trời thánh hậu kỳ bá chủ cường giả. Bước ngoặt nguy hiểm, chỉ cần bất luận cái gì một cái thiên thánh hậu kỳ bá chủ xuất hiện, cũng đủ để cho bọn họ nhóm người này trấn áp, lật không nổi bất luận cái gì bọc sóng, thế nhưng hiện tại, tần trần triển lộ ra thân phận, nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi đồng thời, có sợ hãi cùng lùi bước, thiên công tác thánh tử nhân vật như vậy nếu quả thật bởi vì một chuyện nhỏ bị bọn họ vạn cổ lâu bắt, trấn áp tại nơi này, vậy bọn họ vạn cổ lâu phiền toái liền lớn, thiên công tác. Tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến thời điểm kinh động tổng lâu chủ, bọn họ mỗi một người đều không quả ngon để ăn, muôn lần chết khó từ tội, ngươi, đến nghĩ muốn cái gì. Đầu lĩnh mấy tôn cao tầng trưởng lão không có trước đó hăm hở, trong lòng run sợ nói, nên hỏi cái này chắc là bản thiếu chứ, Tần Trần cười lạnh một tiếng, bản thiếu tại các ngươi vạn cổ lâu bị đồ nhân thần đe dọa, thậm chí lọc vào đối phương sát thủ, hoàn hảo bản thiếu thần thông cái thế, ngược lại đem đồ nhân thần chém giết, vốn tưởng rằng đến các ngươi vạn cổ lâu sẽ cho bản thiếu một câu trả lời hợp lý. Nói xin lỗi, nghĩ không ra các ngươi vạn cổ lâu chẳng những không có như vậy, ngược lại là đem lúc đó thay bản thiếu nói thiên hành lâu chủ bắt, thậm chí muốn chém đầu răng chúng, còn muốn hướng thiên công tác phát hàm lên án bản thiếu ha hả, các ngươi vạn cổ lâu thật đúng là thật lớn mật a, à, chuyện này. Rất nhiều trưởng lão trên trán tức khắc chảy xuống mồ hôi lạnh, chuyện này thật muốn so đo, vậy bọn họ vạn cổ lâu liền thật phiền phức, tần trần. Không, trần thiếu, ngươi hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Mấy tôn vạn cổ lâu cao tầng trưởng lão chợt nhảy dựng lên, trong một người vội vàng đem thiên hành chân nhân trên thân cấm chế giải trừ, đem hắn đỡ, trần thiếu, thiên hành chân nhân, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đồ nhân thần tại ta vạn cổ lâu dương oai, muốn làm hại thiên công tác đệ tử, thiên hành chân nhân không hải sợ nguy hiểm, đứng ở chính nghĩa một phương, chúng ta như thế nào lại thẩm phán hắn đây, thật là ngài hiểu lầm, chúng ta đem thiên hành chân nhân mang đến. Không phải muốn thẩm phán hắn, mà là muốn cho hắn khen thưởng. Đúng, chính là cho hắn khen thưởng, từ hôm nay trở đi, thiên hành chân nhân chính là chúng ta vạn cổ lâu nội sự trưởng lão quản hàng phủ bất luận cái gì một tòa vạn cổ lâu, chỉ cần hắn muốn đi, đều có thể đi vào đảm nhiệm phân lâu lâu chủ, này mấy tôn cao tầng trưởng lão nói liên tục, tận lực vãn hồi, thiên hành chân nhân, ngươi nói mau câu A, này mấy tôn cao tầng trưởng lão, hướng về phía thiên hành chân nhân liên tục nháy mắt, mấy vị trưởng lão, thiên hành không lời nào. Để nói, thiên hành chỉ là không thẹn với lương tâm. Thiên hành chân nhân đứng ở một bên, từ tốn nói, mấy tôn cao tầng trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra xấu hổ ý, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía tầng trần nói, trần thiếu, người xem. Tần Trần cúp cúp mí mắt, các ngươi xử trí như thế nào thiên hành lâu chủ, vậy là các ngươi vạn cổ lâu bên trong sự tình, bản thiếu là người ngoài, đương nhiên sẽ không chen tay vào, bất quá bản thiếu tại các ngươi vạn cổ lâu thụ đến đồ nhân thần sợ hãi, các ngươi vạn cổ lâu không cho một điểm kiến giải, lấy ra chút bồi thường, có một ít không nói được đi, chuyện này. Mấy tôn cao tầng trưởng lão mặt không nói gì, nhân gia đồ nhân thần đều bị ngươi cho giết, ngươi lại còn nói thụ đến kinh ngạc phải bồi thường, đây thật là, không biết Trần Thiếu muốn muốn bồi thường gì, mấy tôn cao tầng trưởng lão đồng thời hỏi, rất đơn giản, năm cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, với lại phải là hoàn chỉnh viễn cổ thánh mạch, tiêu hao rất nhiều thánh khí thông thường hàng ta không muốn, lấy ra, xem như bản thiếu an ủi bồi thường, hôm nay chuyện này cứ như vậy quá tần trần từ tốn nói cái gì năm cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch nhiều như vậy ở đây rất nhiều trưởng lão bị tần trần dọa cho giật mình ở nơi này là bồi thường đây dọa dẫm trần trùng dọa dẫm mấy tôn cao tần trưởng lão liếc nhau thương lượng một hồi khổ sở nói thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch chúng ta vạn cổ lâu thật có một ít thế nhưng hoàn chỉnh viễn cổ thánh mạch thật sự là ép buộc với lại trực tiếp chính là năm cái chúng ta vạn cổ lâu cũng căn bản không lấy ra được a à. như vậy chúng ta vạn cổ lâu nguyện ý cho ngài một cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch xem như bồi thường kết chuyện này ngài thấy thế nào một cái các ngươi đây đuổi ăn mày đây tần trần lạnh lùng nói ra tuyệt đối cự tuyệt hiện tại hắn thiếu khuyết chính là viễn cổ thánh mạch kế tiếp hắn muốn lan bạc thiên giới thí luyện nguy hiểm trọng trọng phải nắm lấy cơ hội hướng tới thiên thánh trung kỳ cảnh giới cần đại lượng viễn cổ thánh mạch chuẩn bị càng nhiều đột phá thời điểm dĩ nhiên là càng đầy đủ chẳng lẽ ta từng mổ mạng người chỉ trị giá một cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch hừ nói thật cho ngươi biết hôm nay này năm cái viễn cổ thánh mạch bản thiếu là muốn định với lại các ngươi vạn cổ lâu cũng không thua thiệt bản thiếu bây giờ là thiên công tác thánh tử sau này nhất định sẽ cùng các ngươi vạn cổ lâu có một chút hợp tác làm quan hệ tốt đối với các ngươi vạn cổ lâu sau này phát triển chính là có ích lợi rất lớn Tần trần cười lành lạnh lấy đột nhiên trên thân khí tức càng ngày càng đậm hơn thất bảo lưu ly tháp cùng tử tiêu đâu xuất cung cũng không phải là lên diễn dịch ra vạn giới thiên hỏa cái bóng kinh khủng hỏa diễm khí tức trên không trấn áp ở đây các trưởng lão mấy đại đỉnh cấp cao tầng mọi người đều cảm giác được cuồng bạo mà không có thế kháng hành khí tức a à, rất nhiều trưởng lão bị thoáng cái đánh bay mà mấy đại đỉnh cấp cao tầng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, hừ, mộ dung thiên, hạng vô địch đắc tội bản thiếu, bản thiếu đều cho bọn họ tại cửu dương thần huyền sơn ở trên quỳ. Thủ đến thiên công tác các đệ tử trào phúng, đồng thời cướp đoạt đi bọn họ chí bảo, hiện tại, các ngươi vạn cổ lâu như vậy nhằm vào bản thiếu, bản thiếu chỉ tìm năm cái viễn cổ thánh mạch bồi thường, đã là nhân từ, làm sao các ngươi còn muốn cò kè mặt cả, tần trần ánh mắt phát lạnh, trên thân khí tức càng sâu, nói thiệt cho các ngươi biết, trước đó bản thiếu còn không có thi triển toàn lực, nếu như bản thiếu nguyện ý, 10 cái hô hấp bên trong, chỉ cần 10 cái hô hấp, liền có. Thể đem các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều giết sạch sẽ. Đem trên người các ngươi thiên thánh bổn nguyên, sở hữu pháp bảo đều cướp đoạt, xem như bản thiếu bồi thường, thế nhưng bản thiếu là người văn minh, làm không được như vậy hung tàn sự tình, bất quá đây cũng là xây dựng ở tất cả mọi người lời hữu ích nói phân thượng. nếu như bản thiếu không chiếm được một hợp lý bồi thường, như vậy thì đừng trách bản thiếu vô tình, ta nghĩ các ngươi vạn cổ lâu cũng không muốn để cho bản thiếu một cái như vậy đối tượng hợp tác, cứng rắn trở thành các ngươi cừu địch chứ. Tần trần đây trần truồng đe dọa, bày ra bản thân hung ác tàn nhẫn thực lực, một cái không hài lòng, sẽ đại khai sát giới, không chỗ nào kiên kỵ, quả thực lúc này người điên tần trần đe dọa ngữ khí âm u giống như điên nhưng tất cả mọi người tại chỗ lại không có một cái có dũng khí đem tần trần làm thành người điên mấy đại cao tần trưởng lão mặc như màu đất bọn họ biết tần trần xác định chỉ cần vừa động thủ liền có thể đem bọn họ tru diệt sạch sẽ thế nhưng trong lòng làm thế nào cũng không thể nào tiếp thu được mỗi một người bọn hắn đều thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ trong người nổi bật ngạo thị quần hùng tay nắm đại quyền nhưng bây giờ tại tầng trần như vậy có một không hai tuyệt đại yêu nghiệt cấp bậc thiên tài phía trước. Lại tất cả đều trở thành tiểu lâu la, mọi người nội tâm đều không thể nào tiếp thu được loại này mãnh liệt trái ngược, nhưng cũng không phải không thừa nhận cúi đầu, người này đến là ai, mới thiên công tác không bao lâu, liền trở thành thủ tịch đại đệ tử, thánh tử, thậm chí hung tàn như vậy cùng bá đạo, coi như là một ít thánh chủ phủ thế tử cũng không khả năng mạnh mẽ đến như vậy trình độ, chẳng lẽ người này là một cái đỉnh phong bá chủ chuyển thế, mấy đại cao tầng trưởng lão? Trung rẩy, như thế nào đây? Nghĩ kỹ chưa, là địch là bạn, tại chư vị một cái chớp mắt, sống hay chết, cũng do chư vị bản thân đem cầm, tầng trần hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung, phản phất trở thành một cái vô hại người thường. Để cho tất cả mọi người cảm thấy như trút được gánh nặng, hắn nhẹ nhàng đạn động thủ chỉ, đập vào ngồi ghế bành trên, Đông đông đông, mỗi một lần gõ đánh đều cho mấy đại cao tầng trưởng lão vô cùng lo sợ, bệnh tim đều nhanh sợ. Đi ra, bọn họ còn chưa từng có chật vật như vậy qua. Muốn. Nghĩ kỹ, năm cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch, ta vạn cổ lâu vắt hết óc, cũng nhất định sẽ thay Trần thiếu ngài kiếm ra đến, bất quá, chuyện này quá trọng đại, chúng ta làm chủ không được, xin thỉnh Trần thiếu ngài chờ, chúng ta lập tức đi triệu tập thiên thánh trung phẩm thánh mạch đi mấy đại cao tầng trưởng lão vội vàng nói, lẫn nhau thương nghị một phen, tức khắc, có mấy tôn trưởng lão thân hình thoát một cái, cũng đã biến mất, trần thiếu, như ngươi vậy dọa dẫm, mấy. Vị trưởng lão huy động thời điểm, nhất định sẽ để cho chúng ta vạn cổ lâu ẩn dấu thiên thánh hậu kỳ bá chủ cao thủ biết được, đến thời điểm. Nhược nhị vội vàng đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí truyền tin, có một ít kinh hồn tán đảm, đây hết thảy tất cả, để cho nàng mở rộng tầm mắt, mấy tôn cao tầng trưởng lão dĩ nhiên tại tầng trần dưới sự uy áp khuất phục, ha hả, dọa dẫm, cái gì dọa dẫm, tầng trần hít mắt, bản thiếu cũng không đến dọa dẫm, mà là đến tìm bồi thường, bản thiếu thân là thiên công tác thủ tịch đại đệ tử. Luyện khí sư bộ phận thánh tử, tại các ngươi vạn cổ lâu lọc vào nguy hiểm, kém điểm bị đồ nhân thần chém giết, tìm một điểm bồi thường, thiên kinh địa nghĩa chứ. Đừng nói là cho các ngươi thiên công tác bá chủ cao thủ biết được, coi như là tổng lâu chủ biết được cũng không có gì, Tần Trần rất là đạm định, nói đùa, hắn có thiên công tác thánh tử thân phận, há là những thứ kia võ giả bình thường tốt như vậy đuổi, đương nhiên, Tần Trần cũng không có rất quá đáng, năm cái thiên. Thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch thoạt nhìn rất là kinh người. Mấy vị cao tầng trưởng lão thể hiện nơm nớp lo sợ, trên thực tế, đối với vạn cổ lâu bực này quảng hàng phủ cao nhất bá chủ cấp thực lực mà nói, không đáng kể chút nào, lấy vạn cổ lâu thể lượng, đừng nói năm cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, coi như là thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch đều có mấy cái, bằng không làm sao có thể tạo ra một cái nửa bức thánh chủ đến, để cho bọn họ làm ra như vậy bồi thường, chỉ có thể nói là để cho vạn cổ lâu hơi thả điểm huyết. Nhưng tuyệt đối không tính là cắt thịt. Thiên hành lâu chủ đối với lần này vẫn là hết sức minh bạch, vì vậy cuối cùng cũng không có khuyên can tần trần, ông 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 chỉ nghe toàn bộ vạn cổ lâu tổng bộ, các loại thanh âm không ngừng vận hành, như là có từng vị cao thủ phi hành, làm như thương nghị cái gì, đồng thời, vạn cổ lâu tổng bộ chỗ sâu, cũng giống là có cái gì nhân vật khủng bố bị kinh động, từng đạo mạnh mẽ thần niệm không ngừng tại đây hội nghị đại sảnh trong quét tới quét lui, tần trần biết đây vạn cổ lâu tổng bộ chỗ sâu bá chủ cường giả bị kinh động. Nhưng hắn sừng sững không hải sợ, chỉ là yên lặng ngồi ở hội nghị đại sảnh trong, mà xích mi, Ngao thanh lăng đám người đứng sau lưng hắn, khép na khép nép, tư thái kia xem trong đại sảnh dư các trưởng lão là kinh hải thịt bông, đứng ngồi không yên, cũng không biết qua bao lâu, ầm ầm, một cổ lớn khí tức xuất hiện, ngoại trừ trước đó mấy tôn cao tầng trưởng lão ở ngoài, lại một ông lão, này một ông lão, rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều, long hành hổ bộ, ánh mắt trạng ngời rực rỡ, lộng. Lẫy như là ngôi sao, hắn hốc mắt hãm sâu, nhưng trong đồng tử lại như là ẩn chứa vũ trụ vực sâu, ẩn chứa có lực lượng đáng sợ, hắn từng bước đi tới, mỗi một bước hạ xuống, hư không đều nhộn nhạo xuất ra đạo đạo sóng gần, phản phất thiên giới quy tắc bị dẫn động, có một loại vạn pháp lai triều cảm giác, thiên giới quy tắc tại hắn lực lượng xuống, như cánh tay khu sử, loại khí tức này, nồng nặc không cách nào tưởng tượng, lão già này thực lực, tự nhiên cùng hách quân thái thượng trưởng lão sàng sàng với nhau, là một cái thiên thánh hậu kỳ nhân vật bá chủ. Trên thân khí tức nồng nặc, để cho tầng trần đều cảm thụ được mãnh liệt đe dọa, đại trưởng lão, thủ hư đại trưởng lão, hội nghị trong đại sảnh rất nhiều trưởng lão thấy này một cái lão giả, cuối cùng hạ đứng thẳng tắp, không dám buông lỏng chút nào, giống như thần tử gặp phải đế vương, nô bộc gặp phải chủ tử, ở sâu trong nội tâm một cách tự nhiên tản mát ra một loại tôn kính, một loại sợ hãi, trên người hắn chỉ là tản mát đi ra khí tức, cũng làm người ta như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Người tuổi trẻ, ngươi tự là Tần Trần, thiên công tác mới tấn cấp thánh tử, này một cái lão giả vừa tiến đến, ánh mắt liền rơi vào Tần Trần trên thân, tức khắc, vô hạn áp lực cuốn tới, xích mi mấy người đều có một loại sự khó thở, phải đương trường quỳ xuống kích động, kia lão giả con ngươi, ẩn chứa vô tận uy áp, như mênh mông ngôi sao hàng lâm, cho người ta vô cùng áp lực, đúng là bản thiếu, các hạ nói vậy chính chỗ này vạn cổ lâu đại trưởng lão, chân chính trưởng sự. Nhân vật, nói vậy bản thiếu trước đó yêu cầu. Mấy vị trưởng lão đã cùng ngươi đã nói, không biết ta ban nảy mở ra điều kiện, đại trưởng lão ý như thế nào, tần trần từ tốn nói, vù vù, trên người hắn, đột nhiên tràn ra một cổ hoang cổ khí tức, đây hoang thần chi chủ hoang cổ cực thần đạo, lập tức bao phủ ở xích mi mấy người, để cho xích mi trên người mấy người áp lực đại giảm, mà tần trần mình thì ngồi ngay thẳng, sừng sững bất đồng, đại trưởng lão trong ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc ý tứ hàm xúc. Hắn quy áp, liền một. Ít sơ nhập thiên thánh hậu kỳ bá chủ cũng chưa chắc chịu đựng được. Nghĩ không ra này tần trần, vậy mà có thể như núi bất động, tần trần, đại trưởng lão từ tốn nói, thanh âm già nua trong phản phất từng trải vô tận tuế nguyệt tan thương, mang theo lâu đời lịch sử, đúng là không được. Ta vạn cổ lâu thu thập thiên hạ tình báo, trước đây không lâu, lão phu mới vừa nhận được tin tức, thiên công tác luyện khí sư bộ phận xuất hiện một cái mới thánh tử, cường thế vô địch, bá đạo vô biên, làm cho luyện khí sư bộ phận nghịch thiên thánh tử hạng vô. Địch, võ giả bộ phận mộ dung thiên. Phó tử khê hai đại thánh tử đều quỳ gối cửu dương thần huyền sơn thậm chí để cho luyện khí sư bộ phận thái thượng trưởng lão hách quân đều bị trừng phạt, phế bỏ tu vi, nghĩ không ra hôm nay liền ta vạn cổ lâu trong nhìn thấy, đại trưởng lão ánh mắt lập lòe, hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền, các hạ người mang vận khí lớn, một thân tu vi, kinh thiên động địa, lấy các hạ bày ra thiên phú, không lâu sau, liền có thể trở thành thiên công tác trong cao tầng, nếu có thể ở kế tiếp thiên giới trong thực tập lấy được nổi bật, lấy được kỳ ngộ, thậm chí có thể trở thành quản hàng phủ thiên công tác người thừa kế, sợ rằng tương lai so lão phu, đều còn có hy vọng bước vào thánh chủ cảnh giới. Lão giả này nhìn chầm chầm Tần Trần. Tràn ngập cảm khái, trong lời nói, đem Tần Trần sự tình hiểu rõ nhất thanh nhị sở, đây tự nhiên, vạn cổ lâu trước đó đều có thể dò thăm quản hàng phủ trong tình báo, thiên công tác trong đệ tử rất nhiều, Tần Trần cùng hạng vô địch giữa mâu thuẫn lại không phải là cái gì bí ẩn, tự nhiên đã sớm truyền ra ngoài, bị một ít người có quyết tâm biết được, không dám không dám, bản thiếu tu vi nông cạn, tại đại trưởng lão phía trước sao dám được xưng vô địch, nói ra, đó là làm trò cười cho người trong nghề tần trần theo ghế thái sư chợt đứng lên một cách tự nhiên mở miệng như là nhìn thấy một cái lão bằng hữu không có bất kỳ câu nệ và ràng buộc thậm chí cũng không bởi vì tại vạn cổ lâu trong mà có bất kỳ kiên kỵ trên thực tế tần trần không cho là vạn cổ lâu dám đối với tự mình động thủ điều này làm cho đại trưởng lão càng thêm tất tắc, tắc kêu kỳ lạ trên thực tế đúng như tần trần sở liệu tần trần thân phận đừng nói là hắn, tự liền vạn cổ lâu tổng lâu chủ, chỉ sợ. Cũng không dám tùy tiện trấn áp. Để tránh khỏi đưa tới đại họa, người tuổi trẻ, người sự tình ta đã biết được, xét thấy các hạ tại ta vạn cổ lâu thụ đến ủy khuất, ta vạn cổ lâu nguyện ý tiến hành bồi thường, cùng các hạ kết một cái thiện duyên, năm cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, nơi này là bốn cái, người trước cầm, đại trưởng lão trong lúc nói chuyện, trên tay đã xuất hiện bốn cái chiếc nhẫn trữ vật, thoáng cái bay vào tầng trần trong tay, tầng trần thần niệm đảo qua vào trong, liền cảm thụ được. Nồng nặc viễn cổ thánh mạch khí tức. Thật là thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, này bốn cái viễn cổ thánh mạch, khí tức nồng nặc, cùng tầng trần tại thiên công tác lĩnh đến ba cái giống nhau như đúc, đều cực hoàn chỉnh, mỗi một cái, cũng không có bên cường hãn là thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch trong hàng thượng đẳng, này bốn cái viễn cổ thánh mạch, còn là chúng ta vạn cổ lâu trước đó không lâu khai cuộc một cái di tích viễn cổ, moi ra, hết sức hoàn chỉnh, trong còn ẩn chứa kinh người khí tức. Viễn cổ, nghĩ đến đối các hạ tu luyện có không nhỏ giúp đỡ. Đại trưởng lão Từ Tốn nói, lúc đó vì làm bốn cái viễn cổ thánh mạch, chúng ta vạn cổ lâu chính là tiêu hao nhiều nhân lực cùng vật lực, nơi này chỉ có bốn cái, còn lại một cái đây, Tần Trần thu hồi chiếc nhẫn trữ vật, gật đầu, lại nói tiếp, đại trưởng lão lắc đầu bởi vì ngươi muốn nhất định hoàn chỉnh thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch chúng ta vạn cổ lâu trong phòng kho xác định cũng chỉ có này bốn cái bất quá chúng ta vạn cổ lâu vừa lúc còn có một cái vạn hỏa linh mạch chính là chúng ta vạn cổ lâu một cái bá chủ ở một cái cực nguy hiểm hỏa diễm đại hung chi địa thu lấy mà tới cái này vạn hỏa linh mạch đã thành tinh trong thai ngén một cổ cực hung hãn hỏa sát khí hung ác không gì sánh được luận giá trị cái này vạn hỏa linh mạch còn muốn tại thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch trên. Lão Phu nghe nói các hạ cũng tu luyện có hỏa diễm thần thông, có lòng dùng cái này vạn hỏa linh mạch đến để một cái cuối cùng thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, chỉ là trong lúc này hỏa sát. Khí quá mức hung hãn, muốn thu lấy, trước hết hàng phục này hỏa sát khí. Không biết tần trần tiểu huynh đệ ngươi có thu hay không phục, ồ, vạn hỏa linh mạch, tần trần vừa nghe, mắt sáng lên, ngược lại hứng thú, hắn ngược lại biết, Thiên địa giữa, ngoại trừ ẩn chứa nồng nặc thánh khí viễn cổ thánh mạch, còn có một chút thánh mạch bởi vì sinh trưởng tại một ít đặc thù chi địa mà tạo thành đặc thù linh mạch, thí dụ tại ma khí chi địa ma mạch, hỏa diễm chi địa hỏa mạch, những thứ này linh mạch trời sinh cường đại, ngoại trừ ẩn chứa có kinh khủng. Thiên địa thánh khí ở ngoài. Còn ẩn chứa có kinh người pháp tắc chi lực, nhưng rất khó luyện hóa, căn bản không có thể được thu nhận, đồng thời có một ít linh mạch căn bản là không có cách thu nhận, bởi vì trong ẩn chứa nồng nặc tà khí, thu nhận sau, nhất định phải tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị hỏa độc công tâm, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, như vậy linh mạch, cần thủ pháp đặc biệt tinh luyện, mới có thể luyện hóa, tuy là luận giá trị tại cùng cấp bậc thánh mạch trên, nhưng người bình thường hay là không dám. Dùng, hiện tại này đại trưởng lão xuất ra cái này vạn hỏa linh mạch. Hiển nhiên là muốn thăm dò tầng trần, Xem Tần Trần đến có dám hay không thu lấy, nếu như Tần Trần không dám, ngược lại là có thể dư một cái viễn cổ thánh mạch, đồng thời ẩn hình đã kích Tần Trần kiêu ngạo, phản hồi một ít mặt mũi, nếu như Tần Trần có dũng khí, cũng phải nhìn Tần Trần đến có thể hay không hàng phục, một khi không có khả năng hàng phục, tẩu hỏa nhập ma, đó là tự tìm, coi như thiên công tác cũng trách tội không tới vạn cổ lâu trên thân. Mà nếu như Tần Trần thật có thể thu phục, như vậy thu phục trong quá trình cũng sẽ để lộ bài để cho vạn cổ lâu hiểu rõ rất nhiều tin tức đối tần trần có một toàn phương diện ước định đây một cục đá hạ ba con chim ha 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 đại trưởng lão sao phải nói nhiều như vậy ngươi tâm tư bản thiếu đều biết cái gì vạn hỏa linh mạch lấy ra đi tần trần cười ha hả không thèm để ý chút nào ồ đại trưởng lão chân mày cau lại tần trần tiểu huynh đệ ngươi có thể được chú ý giọng nói rơi xuống đại trưởng lão trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái vòng tròn đây là một cái phong ấn không gian bàn sau đó trực tiếp để lộ phía trên phong ấn ầm ầm tức khắc nhất đạo tà khí tận trời hỏa diễm như là đại dương mênh mông thoáng cái phun ra đột nhiên tới rầm 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 phương thiên địa này trong khoảnh khắc liền trở thành hỏa diễm hải dương tại đây hỏa diễm trong đại dương từng đạo tức giận ý thức truyền ra ngoài ta là vạn hỏa chi vương vạn linh chi hỏa đoạt thiên địa tạo hóa tồn tại ai dám luyện hóa ta Ta muốn đưa hắn hồn phi phách tán, nhận hết hỏa độc dày vò. Một cái tiếng giận dữ âm gào thét liên tục. Tràn ngập cuồng bạo, tức giận khí thức, ta khí tận trời, đây vạn hỏa linh mạch thành tinh sau, tạo thành hỗn loạn ý chí, hung ác không gì sánh được, bất kỳ cái gì thu nhận cái này vạn hỏa linh mạch người, đều có thể thừa nhận này một cổ hỗn loạn ý chí xâm lấn, sơ ý một chút, sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí đốt thành tro tàn, vô biên trong ngọn lửa một đầu màu đỏ đen hỏa long rít gào, đây vạn hỏa linh mạch ý chí biến hình, hung hãn vô biên, được, được, được. Đại trưởng lão ngươi đúng là không gạt ta. Cái này vạn hỏa linh mạch trong ẩn chứa thiên địa thánh khí, không so một cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch yếu, bản thiếu muốn định, tà khí, tà khí tính là gì, bản thiếu là khởi nguyên chi tổ, vạn vật khởi nguyên, đều bản thiếu một ý niệm, tại bản thiếu phía trước, đều cho bản thiếu tan rã. Tần Trần cảm thụ được hỏa độc này, chẳng những không có rút lui, ngược lại là đại hỷ liên tục, ý khí phấn phát, để cho này đại trưởng lão rất là nghi hoặc cùng kinh ngạc, hỏa. Độc này mạnh, coi như là thiên thánh hậu kỳ bá chủ. Cũng không dám tùy tiện luyện hóa, hắn ngược lại muốn nhìn một chút này Tần Trần có biện pháp nào thu nhận, hóa giải. Vạn hỏa chi đạo, luyện hóa cho ta, Tần Trần trên mặt hiển hiện ra nhe răng cười, bàn tay lớn vồ một cái, thì bắt vào phong ấn đó không gian bàn trong. Không gian bàn trong là một cái cự đại không gian. Trong không gian, từng cái xiền xích, vây khốn một cái thật lớn hỏa diễm linh mạch. Cái này hỏa diễm linh mạch như là một cái hồng hắc sắc hỏa diễm cự long, điên cuồng gầm thét, dường như muốn tránh thoát không gian này bàn phong ấn, muốn xông ra đến, đại khai sát giới, hừ. Tần trần chứng kiến này hỏa diễm cự long. Hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hỏa diễm lực lượng đột nhiên vận chuyển, một cổ khởi nguyên lực lượng thoáng cái bột phát ra, tầng trần như là hóa thành một cái hỏa diễm chi thần, đứng ngạo nghễ ở trên hư không, hướng về phía hỏa diễm khi cự long thoáng cái kìm xuống, cho ta trấn áp, ầm ầm. Bàn tay to lớn, thoáng cái bắt được cái này hỏa diễm cự long, tầng trần trên đỉnh đầu, thất bảo lưu ly tháp cùng tử tiêu đâu xuất cung thoáng cái xuất hiện, kèm theo đỉnh cấp hỏa diễm khí tức, trấn áp xuống, tức khắc. Cái này hỏa diễm cự long bị tầng trần gắt gao đè lại, thế nhưng nó vẫn còn ở gầm thét, điên cuồng giãy dụ, muốn tránh thoát tầng trần ràng buộc, buồn cười, bổ thiên chi thuật, luyện hóa cho ta, tầng trần cả người toát ra kinh người hoang cổ khí tức, vô hạn hoang cổ lực bao phủ, che phủ lên tất cả thiên cơ, cùng lúc đó, tầng trần bổ thiên chi thuật đã thi triển, bổ thiên chi thuật, có thể bổ thiên hạ vạn vật, đồng thời cũng là cao cấp nhất thuật luyện khí. Mà con đường luyện khí, trong tối trọng yếu chính là trưởng khống hỏa diễm vì vậy tầng trần bổ thiên chi thuật cũng là cực nghịch thiên khống hỏa chi thuật tức khắc cái này vạn hỏa linh mạch trong hỏa diễm nghiệp long khí tức tại tầng trần trấn áp phía dưới bị gắt gao bắt được tầng trần điên cuồng thôi động trong cơ thể lực lượng cả người quan mang đại thịnh giống như một tôn thiên giới đại nhật diễn hóa xuất vạn trưởng tinh mang rửa cái này vạn hỏa linh mạch đại trưởng lão mở to hai mắt khả dĩ hắn tu vi vậy mà nhìn không ra tầng trần thi triển đến tột cùng là thủ đoạn gì kinh người quang mang cùng hoang cổ khí tức che đậy tất cả, đưa hắn đang ở trong sương mù cùng ung chỉ thấy từng mảng lớn tà khí cho ra hóa thành một tôn tôn hung hãn tà khí thân ảnh giống như sát thần một dạng xuất hiện tại tầng trần phía trước hóa thành tối đen như mực hung tàn đến mức tận cùng hung ác tà khí ẩn chứa vạn ác ác liếc mắt nhìn sẽ vĩnh cửu rất luân hồi mà ở những thứ này hung ác tà khí bị tầng trần thoáng cái thu phong ấn đó không gian bàn trong vạn hỏa linh mạch cư nhiên bắt đầu thuần túy lên. Trước đó hung hãn hung ác cùng tà khí quét hết sạch, từng cổ một thuần túy thánh khí toát ra, không gì sánh được chính gốc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, trong sở hữu tà khí toàn bộ đều bị rửa, tinh lọc, đây chính là tầng trần thủ đoạn nghịch thiên, bổ thiên chi thuật, có thể luyện hóa vạn vật, chính là tà khí, tự nhiên cũng có thể luyện hóa, thậm chí tầng trần còn có thể thông qua luyện hóa, hiểu được tà khí trong ẩn chứa tà ác lực đồng thời đem thôi diễn thành chân chính thuộc về chính hắn lực lượng. Khả dĩ chứng kiến, tầng trần trong đầu, từng cái phù văn lập loè, đây tà khí quy tắc, hỏa độc quy tắc, tại tầng trần trong đầu thôi diễn, sau đó trở thành khởi nguyên chi thư trong một cái bài văn, trở thành tầng trần tích lũy, âm âm. Nhưng tầng trần đem trong tà khí triệt để thanh trừ sau, kia phong ấn bàn trong xuất hiện một cái màu đỏ hỏa diễm cự long, tràn ngập an bình, tường hòa khí tức, này nguyên bản tràn đầy tà khí cùng hỏa độc âm độc vạn hỏa linh mạch. Tự nhiên bị tần trần sinh sinh rửa, hóa thành thuần chân nhất hỏa diễm thánh mạch. Thu nhận, tần trần hét lớn một tiếng, liền đem cái này hỏa diễm thánh mạch thu vào trong thân thể của mình, đồng thời, thất bảo lưu ly tháp, tử tiêu đâu xuất cung, cũng thoáng cái thu vào tần trần trong thân thể, tứ đại hỏa diễm vây quanh hỏa diễm này thánh mạch xoay tròn, tại hấp thu hỏa diễm thánh thánh mạch trong hỏa diễm khí tức, lúc đầu, tần trần tứ đại hỏa diễm tuy là cường hãn nhưng ở trong chiến đấu, cũng rất khó chân chính đã thương địch nhân, cho địch nhân một kích. Trí mạng, thế nhưng hiện tại, lấy được thất bảo lưu ly tháp cùng tử tiêu đâu suốt cung tần trần, đã khả dĩ thai ngén cường đại hơn hỏa diễm, chỉ là không có đầy đủ hỏa diễm lực lượng, mà giờ khắc này, khi lấy được một cái chính gốc hỏa diễm thánh mạch sau, tần trần hoàn toàn có thể cho bản thân tứ đại hỏa diễm, lại tăng lên nửa một cái cấp bậc, bộc phát ra càng thêm sức chiến đấu kinh khủng, có thể nói, tần trần thực lực, đã vì vậy tại một lần nữa đề thăng, lợi hại, quá lợi hại, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Tinh lọc vạn của thánh mạch, đây là cái gì thủ đoạn, có thủ đoạn như vậy, hoàn toàn có thể tẩy địch khắc linh mạch, này thiên giới trong, thánh mạch rất nhiều, có thật nhiều thánh mạch bởi vì nhiễm các loại khí tức, mà biến phải cực khó luyện hóa, có vẻ hơi gân gà, nhưng tại tiểu huynh đệ ngươi phía trước, lại không đáng kể chút nào, có này thần thông, có khả năng kiếm lấy vô biên tài phú đại trưởng lão hãm sâu trong hốc mắt toát ra kinh người thần mang lấy các hạ tu vi nếu như nguyện ý làm như thế một môn sinh ý đặc biệt thay người tinh lọc thánh mạch tuyệt đối có thể hấp dẫn đến rất nhiều thế lực có thể kiếm lấy hải lượng tài phú ta muốn kiếm nhiều như vậy tài phú làm cái gì tần trần cười lạnh một tiếng ta chính là thiên công tác thánh tử chỉ cần tu luyện thì có đầy đủ tài nguyên cung cấp đi tiêu hao trong nháy mắt thay người tinh lọc thánh mạch, đó mới là phí phạm, với lại, ta tinh lọc một lần, cũng muốn tiêu hao nhiều bổn nguyên lực lượng, loại này được không bù mất sự tình. Bản thiếu lười nhát làm nhiều. Tần Trần cố ý nói như vậy, muốn đánh tiêu đại trưởng lão nghi hoặc, bằng không bổ thiên chi thuật tiết lộ ra ngoài, đó mới là nguy hiểm, ta nói đại trưởng lão, ngươi không có phúc hậu, rõ ràng là phải cho ta một cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch, kết quả lại cho ta một cái vạn hỏa linh mạch, còn muốn bản thiếu bản thân tiêu hao nhiều thánh nguyên đi luyện hóa, nếu như không phải bản thiếu thủ đoạn thông thiên, nói không chừng còn muốn tẩu hỏa nhập ma, tần trần thản. Nhiên nói, ha ha, nếu như tiểu huynh đệ không có thuần chất luyện hóa thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ không động thủ đi, lão phu làm như thế, cũng là vì hiểu rõ các hạ, hiện tại lão phu là triệt để chịu phục, hôm nay các hạ tại ta vạn cổ lâu trong tất cả, đến đây bỏ qua, từ nay về sau, ta vạn cổ lâu nguyện ý cùng tiểu huynh đệ hợp tác, sau này chỉ cần là ngươi tần trần sự tình, chúng ta vạn cổ lâu tuyệt đối nghĩa bất dung từ, cũng hy vọng tiểu huynh đệ sau này, cũng nhiều nhiều cùng chúng ta vạn cổ lâu hợp tác, cùng có lợi hổ doanh. Đại trưởng lão cười ha ha, không. Động thanh sắc nói ra, ha ha ha. Tần trần cũng cười lên, dễ nói dễ nói, bất quá cùng các ngươi vạn cổ lâu người liên hệ. Ta hy vọng vẫn là thiên hành chân nhân cùng nhược nhị tiên tử dù sao đã quen thuộc người khác ta cũng lười nói tuyệt đối không có vấn đề nghĩ không ra tiểu huynh đệ ngươi vẫn là một cái nghĩa khí người trong như vậy từ nay về sau ngươi chính là chúng ta vạn cổ lâu khách khanh trưởng lão đột nhiên đại trưởng lão ném ra một khối lệnh bài không biết là tài liệu gì chế tạo trên đó viết hai cái thiên giới văn tự trưởng lão mà ở trưởng lão bên cạnh có một cái khách chữ nghe nói các hạ trước đó đã là chúng ta vạn cổ lâu khách khanh bất quá không coi vào đâu bởi vì thiên hành chân nhân có thể cho khách khanh lệnh chính là trụ cột nhất khách khanh mà một cái khách khanh lệnh chính là khách khanh trường lão lệnh có này lệnh bài các hạ đến chúng ta vạn cổ lâu bất kỳ một cái nào phân bộ đều có thể nghe được bất cứ tin tức gì hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ thậm chí so với bình thường trưởng lão đều có thể tôn quý có thể trở thành là khách khanh trưởng lão vậy cũng là cao cấp nhất cao thủ. Đại trưởng lão đây cấp đủ mặt mũi, ta nhận lấy, tần trần gật đầu, bản thiếu liền cáo từ, sau này tất nhiên còn có làm phiền các ngươi vạn cổ lâu địa phương, còn nữa, lần này bản thiếu qua đây, là có một việc cùng các ngươi vạn cổ lâu thiên hành chân nhân thương nghị, bản thiếu chuẩn bị tại quảng hàng phủ thành lập được một cái trần đế các phân bộ, bất quá chuyện này, liền do dưới trướng của ta xích mi bọn họ tới xử lý, tần trần thành lập trần đế các sự tình, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm đại trưởng lão. Dù sao tại vạn cổ lâu phía trước, bản thân rất nhiều thân phận đều là trong suốt, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ an bài xích mi cùng thiên hành chân nhân giao thiệp, đại trưởng lão gật đầu, bản thiếu liền cáo từ, xích mi, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho các ngươi mấy cái, tầng trần giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái, ầm ầm, như một cái thật long phi thiên, thoáng cái xuyên qua, đem ở đây rất nhiều người đều bức bách liên tiếp lui về phía sau. tự liền đại trưởng lão áo bào đều soát thoáng cái, lên xuống lên, bất quá hắn lại cũng không lui lại, mà là đứng tại chỗ sừng sững không động, mà tần trần lại đã không có tung tích, bộ trưởng đại nhân cho hắn kỳ hạn là ba ngày, hiện tại thời gian còn dư lại không bao lâu, hắn tự nhiên muốn rời khỏi vạn cổ lâu, trước tiên chạy về thiên công tác, chờ đợi bộ trưởng đại nhân triệu kiến thiên hành chân nhân ngươi bây giờ là ta vạn cổ lâu trưởng lão, liền chính kết nối tầng trần tiểu huynh đệ sự tình, hiện tại ngươi và mấy vị này. Thiên công tác đệ tử. Đi làm an bài đi, đại trưởng lão nhìn tầng trần phương hướng trời đi, mắt sáng lên, hướng về phía thiên hành chân nhân nói ra, vâng, thuộc hạ xin cáo lui, thiên hành chân nhân lúc này hành lễ, sau đó mang theo nhược nhị, cùng xích mi đám người rời khỏi hội nghị đại sảnh, đi thương nghị như thế nào thành lập trần đế các phân bộ sự tình đi chờ đến những người này rời đi sau, hội nghị đại sảnh trong, ngay lập tức sẽ an tĩnh lại, đại trưởng lão, tần trần quá kiêu ngạo, vậy mà. Trực tiếp vơ vét tài sản chúng ta năm cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch. Thật sự là coi trời bằng vung, người vì cái gì phải đáp ứng hắn, lấy ngài thực lực, hoàn toàn có thể cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, cho hắn biết chúng ta vạn cổ lâu lợi hại, một vị trưởng lão tiến lên phía trước nói. Trên mặt hiện hiện ra một chút âm ngoan, hắn cứ như vậy tự do vào ra chúng ta vạn cổ lâu tổng bộ, quá kiêu ngạo, coi như hắn là thiên công tác thánh tử, cũng không thể khiến hắn lớn lối như thế, truyền đi, ta vạn cổ lâu tất nhiên muốn mất hết mặt mũi. Không bằng nghĩ biện pháp trấn áp hắn. Chỉ cần không giết chết hắn, chỉ là cho hắn một chút giáo huấn, thiên công tác cũng sẽ không nói cái gì, chúng ta vạn cổ lâu cũng không phải dễ khi dễ như vậy, không sai, người này quá mức cường thế tại chúng ta vạn cổ lâu trông như vào chỗ không người, coi như là thiên công tác thánh tử thì như thế nào? quả thực căn bản không đem chúng ta vạn cổ lâu để vào mắt. lại một tôn trưởng lão nói, nên cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một cái. một ít cái trưởng lão đều âm lãnh đạo, đều là những thứ kia trước đó muốn thẩm phán thiên hành chân nhân trưởng lão. đại trưởng lão đối tần trần thách khí như vậy, để cho bọn họ cảm giác được nguy cơ nếu như sau này tần trần thật cùng vạn cổ lâu có lâu dài hợp tác, tất nhiên sẽ lớn mạnh thiên hành chân nhân nhất mạch, hừ, trấn áp hắn, nói dễ vậy sao, người này bày ra thực lực, tuyệt không có người tưởng tượng đơn giản như vậy, ta có một loại cảm giác, hắn còn có bài không có thi triển, thật muốn thi triển ra, ngay cả ta cũng không có thể đơn giản lưu hắn lại. Đại trưởng lão ánh mắt ngưng trọng, nói, cái gì, đại trưởng lão ngài đều không cách nào đơn giản lưu hắn lại rất nhiều trưởng lão đều khiếp sợ nếu không ngươi cho là hắn vì sao như vậy không có sợ hãi đến chúng ta vạn cổ lâu như vậy thiên kiêu nhìn như hung hăng phách lối cái nào không phải nhiều thủ đoạn người bằng không làm sao có thể sống đến bây giờ ghi nhớ vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ người nào các ngươi trước đó cũng là bởi vì quá coi thường hắn không có đem sự tình kịp thời nói cho ta biết mới gây thành đại họa như thế còn tốt hiện tại cuối cùng giải quyết đại trưởng lão sắc mặt khó coi bất quá người này xác định cũng quá kiêu ngạo điểm với lại lai lịch bất phàm ta nghi ngờ người này sau lưng có đại bí mật người này mới xuất hiện địa phương là vân châu cảnh nội xem ra chúng ta vẫn phải là trước điều tra thoáng cái chúng ta vạn cổ lâu nhất định phải nắm giữ người này sở hữu tư liệu bằng không quá bị động chỉ có như vậy mới có thể bắt vào tay một ít chủ động đại trưởng lão nói là ta cũng nghi ngờ người này có bí mật là muốn thật tốt điều tra một tí, một ít. Trưởng lão ánh mắt đều lập lòe nói. Tần trần lực lượng mới xuất hiện, quá mức thần bí, để cho bọn họ đều thích thú đến này sau lưng có bí mật gì, rất tốt, đã như vậy. Đại trưởng lão mở miệng nói, đang chuẩn bị phân phó, lời còn chưa dứt, đột nhiên, ầm ầm. Toàn bộ vạn cổ lâu tổng bộ đột nhiên chấn động, phản phất địa chấn một dạng, ung ung, vô số kiến trúc kịch liệt lay động, thánh khí tan rã chấn động kịch liệt, mang theo vô hạn lực lượng đáng sợ. Hội nghị trong đại sảnh rất nhiều trưởng lão dĩ nhiên có tại này cổ rung động phía dưới. Đứng không vững, từng cái té lăn trên đất, mặt mũi bầm dập, trong cơ thể thánh khí đông lại, giống như tất cả đều thành là người bình thường, tình huống gì, tất cả mọi người kinh hãi, ào ào lao ra vạn cổ lâu tổng bộ, ngẩng đầu, liền thấy vô tận ở chân trời, một cổ kinh sợ vạn cổ khí tức kinh khủng tịch quyển xuống, toàn bộ vạn cổ lâu tổng bộ tại đây một cổ khí tức phía dưới trung lẩy bẩy cù cù tiếng nổ dường như muốn trong nháy mắt nổ lên người nào vạn cổ lâu tổng bộ vô số cao thủ đều bị kinh động hoảng sợ nhìn về phía chân trời thậm chí vạn cổ lâu phía sau từng vị bá chủ cấp bậc cường giả cấp cao nhất cũng xuất hiện ở trên hư không tại đây một cổ dưới khí tức thân thể rung theo ở sâu trong nội tâm hiện ra đến sợ hãi vù vù vô tận ở chân trời, kèm theo cổ uy áp này hàng lâm, một cái bóng mờ xuất hiện, thân thể trấn áp vạn cổ, đem thiên khung đều tựa như muốn đè gãy, lúc này, còn chưa kịp rời khỏi vạn cổ lâu tổng bộ tầng trần, cũng kinh ngạc ngẩng đầu, đây. Thánh chủ khí tức, là bộ trưởng đại nhân. Này một cổ khí tức, hắn không gì sánh được quen thuộc, dĩ nhiên là thiên công tác bộ trưởng diệu quan thánh chủ, ầm ầm. Mà ở diệu quan thánh chủ thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tại vạn cổ lâu chỗ sâu một cái to lớn thân ảnh xuất hiện này một cái thân ảnh nguy nga thông thiên cũng vô cùng mênh mông xa xa ngự trị tại thiên thánh hậu kỳ bá chủ cường giả trên mang theo một loại thống ngự thiên giới khí tức thế nhưng tại diệu quan thánh chủ phía trước này nhất đạo khí tức cũng thấp rất nhiều ngửa đầu nhìn diệu quan thánh chủ như là một tên thần tử tại ngưỡng mộ đế vương vạn cổ lâu thọ thành trạch gặp qua diệu quan thánh chủ, này một cái cường giả ù ù nói ra, trong giọng nói mang theo một chút cung kính, đúng là vạn cổ lâu tổng lâu chủ, lánh đời không ra lão tổ nhân vật, nửa bước thánh chủ cường giả thọ thành trạch, lúc này hắn kinh nghi nhìn về chân trời trên diệu quan thánh chủ hư ảnh, trong ánh mắt có tâm thần bất định cùng sợ hãi, nhiều hơn là nghi hoặc, không biết diệu quan thánh chủ đại giá quan lâm, không biết có chuyện gì, như có. Yêu cầu thọ thành trạch nguyện làm diệu quan thánh chủ đại nhân cống hiến sức lực. Thọ thành trạch dáng vẻ trưng bày rất thấp, hắn mặc dù là nửa bước thánh chủ, nhưng nửa bước thánh chủ cùng thánh chủ kém quá xa, huống chi diệu quan thánh chủ vẫn là quản hàng phủ thiên công tác bộ trưởng, sau lưng có đại nhân vật tồn tại, hắn sao dám chậm trễ, thọ thành trạch lâu chủ khách khí, bản thánh chủ lần này tới trước, chỉ vì ta thiên công tác đệ tử, tần trần ở đâu, diệu quan thánh chủ thản nhiên nói, thanh âm như là thiên lôi, tại vạn cổ lâu tổng bộ tiếng nổ. Trung động thiên địa, có đệ tử. Tần Trần lập tức theo trong hư không đi ra, cung kính hành lễ, hừ, để cho ngươi ba ngày sau cùng bản thánh chủ, nghĩ không ra ngươi chạy tới vạn cổ lâu tổng bộ, còn tới đòi lại cái gì công đạo, bất quá cũng được, bản thánh chủ sự tình đã xử lý xong hết, theo bản thánh chủ lên đường đi, ở chân trời, nhất đạo lực lượng vô hình hàng lâm, bọc lại Tần Trần, thoáng cái nổ tung, tức khắc toàn bộ vạn cổ lâu tổng bộ tiếng nổ chấn động, sau một khắc, ở chân trời thân ảnh đồ sộ kia. Đã ép buộc lấy tầng trần trong nháy mắt biến mất. Vô tung vô ảnh, nguyên bản như ngày tận thế tới vậy vạn cổ lâu, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, cảm thụ được một cổ biến mất khí tức kinh khủng, vạn cổ lâu sở hữu cường giả đều y nguyên hoảng sợ không thôi, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, chuyện này. Thiên công tác bộ trưởng, Vậy mà vì làm tần trần, tự thân hàng lâm ta thiên công tác, hội nghị đại sảnh trong, đại trưởng lão đám người sắc mặt hoảng sợ, có khó có thể tin sợ hãi, bọn họ trước đó còn nói muốn điều tra tần trần. Đây không phải là tự tìm đường chết sao, với lại trước khi đi, thiên công tác bộ trưởng một câu kia đòi lại công đạo, đại diện hắn đã biết nơi này sự tình, thánh chủ thần niệm, có lẽ một ý niệm, nơi này chuyện phát sinh đều không cách nào giấu giếm được hắn cảm nhận, giờ khắc này, đại trưởng lão phía sau lưng trường bào vệ mà ướt đẫm, hắn lần đầu tiên cảm thụ được vô tận sợ hãi, nếu như diệu quan thánh chủ trước đó có lòng xuống tay với hắn, có lẽ một cái ý niệm, hắn sẽ hôi phi. Yên diệt. Tại chỗ ngã xuống, thủ hư, lập tức đến bản tọa bên cạnh đến, giải thích cho ta rõ ràng, một đạo lôi đình vậy thanh âm tại đại trưởng lão đầu vang lên, đúng là tổng lâu chủ thọ thành trạch đại nhân, trước hắn đang bế quan, căn bản không biết tất cả mãi đến diệu quan thánh chủ hàng lâm sau mới bị kinh động, cảm giác được hội nghị trong đại sảnh dị dạng, lập tức đưa tin tới, trong giọng nói ẩn chứa tức giận, thuộc hạ lập tức tới ngay. Đại trưởng lão vội vàng hoảng sợ nói ra. Thân hình thoát một cái. Cũng đã biến mất ở hội nghị đại sảnh, không biết nên giải thích như thế nào đi, vô tận ở chân trời, tầng trần bị một cổ lực lượng kinh khủng tịch quyển, lập tức ở này quảng hàng phủ trong qua lại, ở trước mặt hắn, Diệu quan thánh chủ sắc mặt lạnh nhạt, chẳng nói câu nào, bộ trưởng đại nhân, đệ tử lỗ mãn, xin thỉnh bộ trưởng đại nhân trừng phạt, tần trần vội vàng cúi đầu hành lễ, trừng phạt, tại sao muốn trừng phạt, ngươi làm không sai, ta thiên công tác đệ tử, há lại cho. Người khác hãm hại cùng vũ nhục. Hừ, cái gì đồ nhân thần, một cái nho nhỏ gia tộc, này vạn cổ lâu lục đục với nhau, dám bắt chúng ta thiên công tác đệ tử treo đùa, lần này ngươi làm rất tốt, cốt để cho vạn cổ lâu biết, có một ít kiên kỵ là không thể phạm, diệu quan thánh chủ thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập khích lệ, vâng, tần trần cúi đầu, thở vào một cái, làm bộ rất ngoan ngoãn, tại diệu quan thánh chủ phía trước, hắn còn không dám vô trương quá mức, bằng không đối phương nhìn thấu thân thể. Mình trong tất cả, vậy phiền toái. Không phải hắn tin bất quá diệu quan thánh chủ, mà là có một số việc không có cần thiết đi nói ra, dù sao lòng người là chịu đựng không được khảo nghiệm, tâm tư khác, đã hoàn toàn tập trung ở quảng hàng phủ. Tuy là diệu quan thánh chủ đáp ứng dẫn hắn đi quảng hàng phủ, nhưng liền diệu quan thánh chủ cũng không có nắm chắc cuối cùng có thể hay không giúp hắn đem chuyện này hoàn thành. Vì vậy tần trần nội tâm không nhịn được có một ít tâm thần bất định, thiên tuyết, như trăng, cát. Ngươi chờ ta, tần trần trong lòng yên lặng nói. Hai người trong ánh lấp lánh, cái gì cực nhanh, chỉ chốc lát sau, sẽ đến quảng hàng phủ hạch tâm chi địa, quảng hàng phủ chủ hành cung, quảng hàng cung, quảng hàng cung, là nằm ở quảng hàng phủ vô hạn không gian cốt lõi nhất chỗ sâu một cái to lớn hành cung, tòa hành cung này không gì sánh được mênh mông, nguy nga vô biên, tại đây hành cung bốn phía, là một mảnh sáng người hư không, ánh sáng nhu hòa, tiên vân mờ mịt, trừ cái đó ra, tĩnh lặng im lặng, có thể chứng kiến quy tắc. Triều tịch lên xuống, ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí cao đạo lý phi thường huyền diệu, bất quá, liền tần trần cùng diệu quan thánh chủ mới vừa đến quảng hàng cung bầu trời, từng đạo kinh khủng cấm chế quan mang liền dâng lên, tạo thành một mảnh mênh mông tuyệt thiên đại trận, phía trên đại trận, dũng động kinh thế phù văn, hơi thở kia, phản phất trong nháy mắt, thì có khả năng đem tầng trần triệt để mạt sát, hóa thành phấn vụn, mà ở cấm chế này phía dưới hành cung trong, có thể chứng kiến từng bóng người, đều là này quảng hàng phủ chủ bộ hạ. Đệ tử, cường giả, lần lượt từng bóng người đều ăn kinh ngẩn đầu. Nhìn này hai đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, quảng hàng cung, là quảng hàng phủ chủ hành cung, bình thường, không có bất kỳ người nào có dũng khí quấy nhiễu, hôm nay vậy mà đến hai vị khách không mời mà đến, liền quảng hàng cung nghịch thiên đại trận đều kinh động, trong nháy mắt kích hoạt, quảng hàng phủ chủ, bạn cũ tới trước, ngươi cứ như vậy hoan nghênh lão bằng hữu, diệu quan thánh chủ đứng ở chân trời bên trên, hướng về phía phía dưới hành cung ù ù nói ra, sau một khắc. Quảng hàng cung trong, nhất đạo hơi thở lạnh như băng dâng lên. Cùng lúc đó, nhất đạo bị yên lặng sương mù che đậy thân ảnh xuất hiện, đây là một cái thân ảnh lờ mờ nữ tử, cả người băng hàng không gì sánh được, như vạn năm không thay đổi hàng băng, sương mù oanh nhiễu, cô gái này che giấu tại trong sương mù, để cho tần trần thấy không rõ lắm chân diện dung, chỉ thấy một đôi tràn ngập vô tận thâm thúy con ngươi, ngưng mắt nhìn tới, tần trần trong đầu oanh một tiếng, thì có loại muốn triệt để trầm luân cảm giác. Hắn vội vàng thôi động linh hồn bí thuật, để cho mình tỉnh táo lại. Trong lòng không nhịn được cả kinh, quản hàng phủ chủ, Tần Trần nín hơi, đây chính là quản hàng phủ chủ sao? Trước đó một cái lờ mờ ánh mắt, thiếu chút nữa đưa hắn trầm luân, thật đáng sợ, nếu như không phải hắn tạo nghệ thông thiên, đổi thành khác đệ tử tới trước, có lẽ đã triệt để bị quản hàng phủ chủ trên thân một cổ đại đạo lực cho chấn nhiếp, sa vào trầm luân trong nguyên lai là thiên công tác bộ trưởng diệu quan thánh chủ đại giá quan lâm làm sao ngươi không ở thiên công tác bế quan đến ta quản hàng phủ không biết có chuyện gì quản hàng phủ chủ từ tốn nói thanh âm yên lặng lại có một loại xuyên thấu đại đạo lực lượng không có chuyện thì không thể đến sao diệu quan thánh chủ cười sau đó nghiêm túc thiên giới lịch lãm hôm nay bắt đầu lần này lịch lãm không giống bình thường chuyện liên quan đến trọng yếu vì vậy cố ý tới trước cùng quản hàng phủ chủ thương nghị một phen, diệu quan thánh chủ lý do, đường hoàng, để cho người ta không thể cự tuyệt, cao minh, tần trần trong lòng không. Khỏi thầm nghĩ. Vào đi, quản hàng phủ chủ lạnh lùng nói ra, sau một khắc, thân hình dĩ nhiên biến mất, vù vù. Ở chân trời, vô vàng đại trận dũng động, thẳng mở ra một cái khe hở, hiển nhiên là quản hàng phủ chủ mở ra cấm chế, diệu quan thánh chủ mỉm cười, mang theo tầng trần nhanh chóng tiến nhập quản hàng cung trong quản hàng cung trong tầng tầng không gian dũng động chi chíp hóa thành kinh thiên cấm chế tạo thành để cho người ta tuyệt vọng lực lượng thế nhưng diệu quan thánh chủ lại đi lại ở trên hư không hết sức bình tĩnh những cấm chế này rơi ở trên người hắn thì giống như không có tiếp xúc phải vật thật dọc theo diệu quan thánh chủ thân thể lướt qua điều này làm cho tầng trần âm thầm khiếp sợ đây chính là thánh chủ cường giả đáng sợ có khả năng thân dung đại đạo thánh chủ cao thủ, đối thiên giới quy tắc trưởng khống, đã đạt đến một loại cực hạn, có khả năng diễn hóa đại đạo bản chất, tầng trần ánh mắt lập lòe, trong bí mật thôi diễn, tinh tế cảm nhận diệu quan thánh chủ phát ra thánh chủ. Khí tức, từ trong lĩnh ngộ bản chất nhất lực lượng. Tính toán dò xét đến thánh chủ cảnh giới một chút manh mối, nếu có thể ở thiên thánh cảnh giới, thì có khả năng nắm giữ một chút thánh chủ khí tức, đối thánh chủ lực lượng vận chuyển có chút hiểu rõ, đối với tầng trần sau này đột phá thánh chủ tất nhiên sẽ có kinh người giúp đỡ đáng tiếc cái này hy vọng quá mơ hồ thánh chủ vốn là vạn cổ trường tồn khó như lên trời nếu như tầng trần dễ dàng như vậy tại thánh chủ cảnh giới thì có khả năng nắm giữ một chút thiên thánh lực như vậy thiên hạ này thánh chủ cũng sẽ không cũng chỉ có một chút như vậy tại mỗi một phủ chi địa đều là đỉnh cấp đầu sỏ diệu quan thánh chủ mang theo tầng trần lướt qua tầng tầng không gian sau một lát cũng đã hàng lâm tại trong một tòa cung điện, Tần Trần ngẩng đầu một cái, liền thấy một tòa điêu khắc vô số hoa văn phức tạp cùng đồ án thật lớn vương tỏa trong, chính mệt rút một tên có một đầu mái tóc dài màu trắng, con mắt màu tím băng lãnh nữ tử, cô gái này lạnh lùng, chỗ một phương hư không đều bị đông lại, tạo thành hàng băng quốc độ, nàng ánh mắt nhìn qua đây, Tần Trần cả người đều có loại muốn đông lại. Sau đó xé rách ảo giác, nghịch thiên hỏa diễm, Tần Trần trong thân thể kinh khủng lực hỏa diễm sinh ra, thất bảo lưu ly tháp cùng tử tiêu đâu suất cung lực lượng tại trong thân thể hắn bao phủ, tức khắc đêm này một cổ hàng băng ý một chút tiêu giảm một phần, ầm ầm. Cùng lúc đó, thái cổ thánh thể cùng không lôi thánh thể vận chuyển, tầng trần khí tức xa vào một loại trạng thái không minh, ngăn cản bên ngoài hàng ý xâm lấn, ồ, quảng hàng cung chủ phát ra một tiếng kinh nghi, ánh mắt lập lòe nhìn chầm chầm tần trần, dường như phát hiện cái gì làm nàng ngoài ý muốn đồ đạc quản hàng phủ chủ đối một cái vãn bối như thế thăm dò hơi quá đi diệu quan thánh chủ từ tốn nói nhẹ nhàng vung tay lên tức khắc này một cổ hàng băng ý cảnh biến mất không còn một mảnh diệu quan thánh chủ này một vị trẻ tuổi là ngươi thiên công tác đệ tử quản hàng cung chủ từ tốn nói thanh âm vậy mà biến phải mềm nhẹ một ít theo chỗ xa kia thật lớn trên vương tọa truyền đến ngươi dẫn hắn đến chẳng lẽ người này lần này cũng sẽ tham gia thiên giới thí luyện không phải chỉ đơn giản như vậy chứ? Quản hàng phủ chủ, người này tên là Tần Trần, là chúng ta Thiên Công Tác luyện khí sư bộ phận mới tấn cấp Thánh tử, cũng là lần này tại quản hàng phủ chiêu thu đệ tử trong thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên sẽ tham gia lần này thiên giới thí luyện, bản thánh chủ lần này tới trước, ngoại trừ muốn cùng quản hàng phủ chủ ngươi thương nghị thiên giới thí luyện sự tình ở ngoài, cũng là vì một chuyện khác. Ồ, chuyện gì? Nghe nói quản hàng phủ chủ không lâu mới thu hai vị lai lịch phi thường quan môn đệ tử, cũng là ta thiên công tác vị này đệ tử Hồng Nhan. Vì vậy Lão Phu cũng liền ứng xuống cái mặt già này, mà nói ở trên một lần, Diệu quan thánh chủ đi thẳng vào vấn đề, tần trần nín hơi, ngẩng đầu nhìn về phía quản hàng cung chủ, Hồng Nhan, quản hàng cung chủ vậy mà cười thanh khách, Người có biết ta đây hai vị đệ tử lai lịch, liền khẳng định như vậy ta hai vị kia đệ tử là ngươi đệ tử này Hồng Nhan, lai lịch, Diệu quan thánh chủ cao mày, hắn mắt nhìn tần trần, trong lòng hơi động, chẳng lẽ Tần Trần hai vị hồng nhan có cái gì đặc thù lai lịch? nói như thế này Tần Trần lai lịch tất nhiên cũng không giống bình thường nhìn lại ngươi cũng không biết quản hàng cung chủ mắt sáng lên vậy liền thôi ngươi đệ tử này thật đúng là có can đảm lại dám để cho ngươi tới nói giúp chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ta ra lệnh một tiếng trực tiếp giết hắn ngươi cũng đã biết ta tính cách quản hàng cung chủ trời sinh tính cổ quái quanh năm ẩn cư trung một cái giận lên chính là liền ai mặt mũi cũng không bán, coi như là diệu quan thánh chủ. Đều giống nhau, ha ha, ta tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá, ta còn là đề nghị ngươi cho ta đệ tử một cái cơ hội, ta mặc dù không biết ngươi hai vị kia đệ tử lai lịch, thế nhưng ta đây đệ tử lai lịch, cũng là không giống bình thường, diệu quan thánh chủ đột nhiên nói ra, quảng hàng cung chủ mắt sáng lên, cười rộ lên, nàng xem hướng tầng trần, ngươi nên nghe nói ta uy danh, muốn giết ngươi, Diệu quan thánh chủ đều bảo không được ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ chết, một cổ vô hình uy áp, bao phủ ở tầng trần, sợ. Tầng trần nói, ha ha, nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Quảng hàng cung chủ thanh âm phản phất trên thế giới tốt nhất thanh âm, làm cho tâm thần người đông đưa, nếu sợ, ngươi còn tới, tại đại danh đỉnh đỉnh quảng hàng cung chủ phía trước, ai không sợ, thế nhưng, có một số việc, ta phải làm, cho dù chết, cũng sẽ không hối hận bằng không ta mãi mãi cũng không có tha thứ chính mình tần trần kiên quyết nói hắn cần cùng thời điểm cùng cần tỏ ra yếu kém thời điểm liền tỏ ra yếu kém chủ yếu là thiên tuyết cùng như nguyệt tại trong tay nàng bằng không sao lại thể hiện điệu thấp như vậy là thiên tuyết cùng như nguyệt dù cho hắn nguy hiểm nữa khó khăn đi nữa lại có thể thế nào đương nhiên nếu như quản hàng phủ chủ gắn phải chia rẽ bọn họ vậy cũng đừng trách tần trần hắn không khách khí đến thời điểm dù cho đem thiên giới lộng long trời lỡ đất hắn cũng muốn cứu ra hai người di trên ghế quản hàng phủ chủ nhìn kỹ phía dưới tầng trần ánh mắt trở nên hơi mập mờ có một số việc nhất định phải làm cho dù chết cũng không hối hận sao quản hàng phủ chủ ánh mắt biến phải không gì sánh được sắc bén kinh khủng hàng băng khí tức làm cho toàn bộ quản hàng cung đều run rẩy cùng ùn đại điện mơ hồ rung động kinh người hàng băng khí tức bao phủ làm cho quảng hàng phủ vô số cường giả cùng đệ tử đều sợ hãi, không biết phát sinh cái gì, tần trần cũng biến sắc, đây chính là thánh chủ chi uy sao, lờ mờ ở giữa, hắn phản phất chứng kiến nhất đạo hàng băng thiên đạo tại quảng hàng phủ chủ trong thân thể ngang qua, mạnh mẽ vô cùng, được, rất tốt, quảng hàng phủ chủ khôi phục lại bình tĩnh, tất cả hàng băng khí tức biến mất. Nàng quan sát tần trần, tần trần đúng không, để tình ngươi là thiên công tác đệ tử, cùng với trước đó phần kia quyết tâm phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, một lần nhìn thấy ngươi hồng nhan cơ hội, bất quá, ngươi chỉ có thể thấy một người, tần trần biến sắc, chỉ có thể thấy một người, đây là ý gì, một bên diệu quan thánh chủ cũng khẽ nhíu mày, yên tâm, cho nên ta để cho ngươi thấy một người, là bởi vì, ta hai vị quan môn đệ tử, trong một vị, đang tiếp thụ thái âm. Lưu ly chí tôn nữ đế truyền thừa, không có khả năng bị quấy rầy, quảng hàng cung chủ nói. Thái âm lưu ly chí tôn nữ đế, Diệu quan thánh chủ giật mình nói, ngươi vậy mà đêm này truyền thừa truyền thụ cho ngươi đệ tử, không phải ta truyền thụ cho đệ tử ta, mà là ta đây đệ tử có băng tuyết thần thể, thái âm lưu ly chí tôn nữ đế tuyển chọn nàng, ngươi cũng biết, cho nên ta có thể trở thành là thánh chủ, cũng là bởi vì lấy được nữ đế truyền thừa che chở, nữ đế tuyển chọn người, ta phải thủ hộ, quản hàng cung chủ quay đầu hướng về phía tầng trần thản nhiên nói, sở dĩ, ngươi không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi hồng nhan làm cái gì, điểm này, diệu quan thánh chủ biết, diệu quan thánh chủ nghi hoặc mắt nhìn Quản hàng cung chủ, trên thực tế, quảng hàng cung chủ luôn luôn ngạo nghễ, căn bản không cần thiết hướng tần trần giải thích, nhưng bây giờ, hắn luôn cảm thấy quảng hàng cung chủ đối đãi tần trần thái độ, tự hồ có chút đặc thù, diệu quan thánh chủ gật đầu, tần trần, ngươi xác định không cần lo lắng, quảng hàng cung chủ sẽ không cầm thái âm lưu ly chí tôn nữ đế đến. Lừa gạt ngươi, bởi vì nàng bản thân chính là viễn cổ nữ đế truyền nhân có diệu quan thánh chủ cam đoan tần trần hơi thở vào tuy là chỉ có thể nhìn thấy thiên tuyết cùng như nguyệt trong hai người một cái nhưng chỉ cần thấy được bất kỳ một cái nào tần trần liền đủ để yên tâm băng tuyết thần thể chắc là thiên tuyết như vậy cái khác chính là như nguyệt xin thỉnh quản hàng cung chủ công khai tần trần không người nói rất đơn giản quản hàng cung chủ nhàn nhạt nói ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất ngươi nếu như có thể tại lần. Này thiên giới thí luyện trong, để cho chúng ta quản hàng phủ danh tiếng đại chấn. Trở thành người xuất sắc, ta liền không ngăn cả ngươi cùng ta hai vị giữa đệ tử sự tình, lựa chọn thứ hai, ta một vị khác quan môn đệ tử, đang ở ta quản hàng phủ giao trì thánh địa trong tu luyện, giao trì thánh địa, ở vào ta quản hàng phủ 33 trọng quản hàng huyển trận trong, ngươi thân là thiên công tác thánh tử, bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thành công xông vào trong, tìm được đối phương, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản các ngươi gặp mặt, chính là Ta phải nhắc nhở ngươi, 33 trọng quản hàng huyễn trận Có vô tận huyễn hải, có thể ma diệt ý chí, là ta quản hàng phủ thủ cung đại trận Liền liền thiên thánh hậu kỳ bá chủ tiến nhập trong, một khi không thủ được bản thân tâm trí, cũng sẽ trầm luân Ngươi dám không dám, quản hàng cung chủ hai mắt nhìn chầm chầm phía dưới tầng trần, tuyển chọn cái thứ nhất Ngươi cần tại thiên giới lịch lãm trong sông ra danh tiếng, độ khó cao, không cần ta nhiều lời, thiên giới lịch lãm trong, là chúng ta vùng thế giới này trong cao cấp nhất thiên. Kiêu, mà 33 trọng thiên quản hàng huyển trận. Càng là đáng sợ, nếu như ngươi không cẩn thận xông vào chỗ hung hiểm, vô cùng có khả năng trong nháy mắt bị mất mạng, với lại, bổn cung cũng sẽ không cho phép diệu quan thánh chủ xuất thủ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, có sinh tử nguy hiểm, thì nhìn ngươi dám không dám, trong đại điện bầu không khí thoáng cái ngưng động, Tần Trần, Diệu Quan Thánh chủ nhìn về phía Tần Trần, khí sắc không gì sánh được ngưng trọng, 33 trọng thiên quản hàng huyển trận, thiên cơ vô. Hạng, liền thiên thánh hậu kỳ bá chủ tiến nhập trong. Nếu không đi ra lọt đến, 89 phần 10 cũng sẽ ngã xuống, mặt khác này điều kiện thứ nhất, lấy thực lực ngươi, đến lúc đó nếu như lấy được kinh người cơ duyên, không hẳn không thể làm được, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, Diệu Quan Thánh chủ nhắc nhở Tần Trần. Nhưng hắn vẫn không sẽ thay tần trần làm quyết định, có thể đi tới tần trần tình trạng này cao thủ, không người nào là người tâm trí kiên định, thường thường cũng sẽ tuân theo bản tâm, sẽ không bị người khác quấy. Nhiễu, hắn cũng sẽ không đi quấy nhiễu. Ta tuyển chọn thứ hai, tần trần cười nhạt, không có chút gì do dự, thời gian không có quá nhiều, khi tiến vào thiên giới thí luyện trước đó, hắn phải biết thiên tuyết cùng như nguyệt hiện tại thế nào, bằng không, tâm hắn bất an, rất tốt quản hàng cung chủ nhàn nhạt nói, ngươi không suy nghĩ thêm một chút, không suy nghĩ, tần trần quả quyết nói, tần trần, diệu quan thánh chủ nhìn sang, nhẹ nhàng nhắc nhở, tần trần thiên phú xác định cực cao, tu vi nghịch. Thiên, tại trận đạo một đường, cũng có kinh thiên tạo nghệ. Thế nhưng, 33 trọng thiên quản hàng huyễn trận cũng không phải là phổ thông trận pháp, đây cấp thánh chủ thế lực quản hàng phủ thủ cung đại trận, mặc dù sẽ không tận lực mở nhằm vào Tần trần, vốn lấy tầng trần hiện tại tu vi xông vào trong cửu tử nhất sinh nhưng tầng trần lại sừng sững không biến sắc ảo trận bản chất chính là ý chí hắn tin tưởng lấy bản thân ý chí nhất định xông qua tất cả với lại hắn lần này nhất định phải gặp như nguyệt hô quản hàng cung chủ đứng lên nhìn tầng trần con mắt tầng trần trong hai tròng mắt không có chút gì do dự nàng gật gật đầu nói rất tốt hô quản hàng cung chủ vung tay lên tức khắc Tần Trần thấy hoa mắt, đã tới một mảnh to lớn kiến trúc trước đó, ở đó kiến trúc sau, là một mảnh sương mù không gian, bên trong các loại hoa tức nở rộ, lúc này ở này sương mù trước đó, có một tòa quảng trường, theo trong sương mù, vậy mà oanh nhiễu ra nhẹ nhẹ nồng nặc thiên địa thánh khí, mà trên quảng trường, một đám quảng hàng phủ đệ tử khoanh chân ngồi, ở đó tu luyện, đồng thời. Có một cái thiên thánh hậu kỳ nhân vật bá chủ đang giảng giải, chỉ điểm mọi người, đột nhiên thì trước mắt mọi người mỗi hoa, toàn bộ trên quảng trường đột nhiên xuất hiện ba bóng người, cung chủ đại nhân, trên sân các đệ tử đều thẳng đứng lên, cung kính hành lễ, đồng thời, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào diệu quan thánh chủ cùng tầng trần trên thân, không khỏi thầm giật mình, lúc trước diệu quan thánh chủ tạo thành tiếng động, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận, tự nhiên biết trước mắt này một vị là quản hàng phủ thiên công tác bộ trưởng, cùng phủ chủ đại nhân đồng dạng, là thánh chủ cường giả, mà bên cạnh hắn này một vị trẻ tuổi, chính là thiên công tác đỉnh cấp thiên kiêu, hoặc là thiên công tác bộ trưởng hậu bối, chỉ là bọn họ đến quảng hàng quảng trường làm cái gì, khi thiên thánh hậu kỳ bá chủ trước tiên chào đón, không biết cung chủ đại nhân tới trước, có gì phân phó, tự vĩnh, ngươi đi mở ra quảng hàng huyễn trận, để cho người này vào đi thôi. Quảng hàng cung chủ thản nhiên nói, mở ra quảng hàng huyễn trận. Ở đây các đệ tử cuối cùng kinh, này 33 trọng thiên quảng hàng huyễn trận chỗ sâu, là quảng hàng phủ chủ hạch tâm cấm địa, trong có rất nhiều trân quý chi địa, thậm chí quảng hàng cung duy nhất một cái thánh chủ thánh mạch, nghe đồn liền chôn ở này quảng hàng huyễn trận trong trong cấm địa, dưới tình huống bình thường ngoại trừ cung chủ đại nhân bên ngoài, chỉ có quảng hàng cung thánh nữ mới có tư cách tiến nhập trong, tiếp thu truyền thừa tu luyện, làm sao này thiên công tác đệ tử. Muốn đi vào trong, chẳng lẽ là thiên công tác cùng quảng hàng phủ đạt thành hiệp nghị gì? muốn cho thiên công tác người tiến nhập giao trì thánh địa cùng bí cảnh tiến hành truyền thừa, rất nhiều đệ tử đều suy đoán, vâng, kia lão giả tiến lên, dẫn động cấm chế, tức khắc, phía trước sương mù xuất hiện nhất đạo cửa vào, ngươi không phải muốn gặp ngươi hồng nhan sao, nàng liền giao trì thánh địa trong tiến hành tu luyện, chỉ cần ngươi đi vào thì có khả năng nhìn thấy nàng, nhưng không người sẽ chỉ dẫn ngươi, liền xem chính ngươi có hay không cái này năng lực, quản hàng. Cung chủ thản nhiên nói, nàng tiếng nói vừa dứt. Quanh, vâng, toàn bộ quảng hàng cung đều sôi trào, trên quảng trường rất nhiều đệ tử đều khiếp sợ nhìn tần trần, đều là từng cái thanh tú nữ tử, trận to khiếp sợ con mắt, nguyên lai like người này cũng không phải là tới đón chịu truyền thừa, mà là là thấy giao trì thánh địa trong cung chủ đại nhân quan môn đệ tử, muốn sông này 33 trọng thiên quảng hàng huyễn trận, tức khắc, các đệ tử đều nhẫn nại không được trong lòng khiếp sợ, từng cái tất cả đều nghị luận. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha.